Tất cả các bạn xem video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các tất cả các bạn chơi sự kiện trên một con app Vova. Đầu tiên các bạn click cái phần link mô tả của mình, nó hiện ra một cái đẩy các bạn về mọi người về giao diện như thế này nè. Tất cả các bạn hãy bấm vào nút hơn 100 nè. Mình sẽ hướng dẫn từ từ cho. Rồi, nó sẽ đẩy các bạn về và nó đưa các bạn về giao diện App Store hoặc là Display. Các bạn nhớ tải về. Sau khi tải về, mọi người nhớ bấm vô nút cài đặt nha. Đâu quá trời. Các người mở app lên. Mở app lên, các bạn bấm vào nút mi nè, các bạn đăng ký bằng Gmail hoặc là Google Facebook nha, vô giao diện chính gì nè. Đầu tiên mình hướng dẫn chơi một sự kiện, mình khuyên anh chị là đăng ký bằng Gmail đặng tiện việc rút tiền, đảm bảo mặt cao. Anh chị bấm vào nút home nè. Trời ơi, chết. Lúc hôm anh chị bấm vào nút get boy nè. Mình có quậy quậy nút vàng vàng nữa nha. Rồi. Anh chị chờ chút. Sau khi vào giao diện của nó gì nè. Anh chị là mình có việc. Cái app này là mình có chỉ việc tuyển ghép không à. Hai ghép là mình được 25 kim cương, là mình được với 2,5 đô, là tương ứng với 60.000. Sau khi mình tuyển ghép là mình đập vô đây nữa nha, là được à. Mình sẽ hướng dẫn anh chị lấy link. Anh chị em bấm vào nút get boy nè. Anh chị em nhấp vào nhẹ thôi. Rồi anh chị copy link. Rồi. Rồi anh chị chỉ việc là mình đi chia sẻ à. Hoặc anh chị ghép đi. Ai mà có hai máy ghép là được hai máy là ghép được 2,5 đô à. 25 kim cương là bằng 2,5 USD nè. Chỗ này nè. Sau khi đủ tiền anh chị em bấm vào nút withdraw để rút tiền nha. Còn này mình chưa đủ, mình chưa tuyển được ghép nào hết. Mới làm video cho anh chị. Bằng chứng là mình đã cái máy kia mình đã ghép giờ rút tiền được rồi, mình mới lấy cái máy này mình làm cho anh chị nè. Xem nè. Anh chị nào rút tiền được thì mình cảm ơn, còn anh chị nào mà rút làm không được, rút tiền không được thì cũng đừng có xin có chữ mình vì mình đã tìm cách cho anh chị em kiếm tiền mà. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả anh chị em đang xem video có một ngày vui vẻ mới và kiếm thật là nhiều tiền trên một con trên một sự kiện Vova. Chào tạm biệt tất cả mọi người.